lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, chúng ta thì luôn tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, và cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đó. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con người Việt Nam cũng không ngừng sáng tạo, học tập để có thể tạo nên những kỷ lục ghi danh thế giới. Và trong video hôm nay, các bạn hãy cùng với Top 1 chúng mình đi tìm hiểu những kỷ lục bá đạo, vô đối mà người Việt Nam đang nắm giữ, khiến cho cả thế giới phải nể nhé. Kỷ lục chồng đầu đi 100 bậc thang. Nếu hay theo dõi các chương trình nước ngoài thì chắc chắn các bạn phải rất ấn tượng với màn trình diễn bịt mắt chồng đầu đi xuống của hai anh em Hoàng Tử Siếc, Quốc Cơ Quốc Nghiệp. Hai chàng trai tài năng này đã chinh chiến ở rất nhiều sân khấu lớn nhỏ cả trong và ngoài nước. Có ai giống Top 1 chúng mình không? Xem hai anh em này trình diễn cứ phải gọi là run bần bật vì hồi hộp và sợ hãi. Chính những màn trình diễn mạo hiểm đó đã giúp cho Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã đem về không ít giải thưởng và danh hiệu quý giá. Đặc biệt đã giúp cho họ ghi tên mình vào kỷ lục Guinness thế giới. Cụ thể, vào tối ngày 23 tháng 12 năm 2021, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp xác lập thành công kỷ lục giữ thăng bằng một người trên đầu và leo liên tục trên 100 bậc thang ở nhà thờ Girona, Tây Ban Nha. Được biết, theo yêu cầu của ban tổ chức kỷ lục thế giới, hai anh em có 1 phút để thực hiện. Tuy nhiên, hai người chỉ thực hiện trong vòng 53 giây. Tổ chức Guinness Thế giới khi ấy đã vô cùng ngỡ ngàng trước màn thể hiện của hai anh em và đánh giá đó là phần thi gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong số 30 tiết mục trên thế giới tham gia cùng đợt đấy. Phải cho anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp 10 điểm dũng cảm. Mặc dù chỉ được xem màn trình diễn ấy qua TV, thế nhưng mà Top 1 chúng mình cứ phải gọi là sợ xanh mắt mèo. Thế này mà được đến tận nơi, khéo tay chân bủn rủn, không dám mở mắt ra nhìn đấy chứ. Nói gì thì nói, vẫn cứ phải gọi là quá đỗi tự hào về con người Việt Nam chúng ta phải không nào? Kỷ lục ta dùng mắt phun sữa. Với những khả năng có 102 như dùng mắt phun sữa, bơm phồng lốp xe, thổi tắt nến, nghệ sĩ Xuân Diệu có tên thật là Nguyễn Văn Diệu đã trở thành một quái kiệt trong lòng khán giả. Cơ duyên để khiến anh phát hiện ra tài năng của mình mới thật sự thú vị. Năm 24 tuổi, anh lấy vợ ở xã Ninh Quế, tỉnh Bạc Liêu. Trong một lần chăn vịt, anh mang theo một bình nước để lúc nghỉ chân uống và còn đem nước đổ vào hốc mũi phun ra mí mắt chơi cho đỡ buồn. Anh phát hiện ra khả năng phun nước bằng mắt của mình càng xa hơn. Bà con lối xóm xem, rồi câu chuyện anh phun nước bằng mắt đã lan đến đài truyền hình Bạc Liêu. Họ đến ghi hình, đồng thời báo chí đưa tin. Năm 2006, anh được Đài truyền hình Việt Nam đưa vào chương trình Chuyện lạ Việt Nam. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập người phun sữa và nước bằng mắt xa nhất, vì anh không chỉ phun nước mà còn phun cả sữa. Đây là sữa được pha loãng, có độ xa trung bình hơn 2,8 mét. Anh em có thắc mắc vì sao người này lại sở hữu năng lực kỳ lạ đến vậy hay không? Khả năng của anh Diệu được xem là do một cơ chế bẩm sinh giữa khoang miệng và hai hốc mắt. Nên bên cạnh việc dùng mắt phun nước, anh còn có thể thổi tắt 20 ngọn nến, bắn phi tiêu đâm thủng bong bóng, bơm bong bóng, ruột xe, thổi kèn lá, thổi sáo cũng bằng mắt. Phải gọi là quá ghê gớm. Tuy nhiên, một điều tiếc nuối đó là dị nhân bắn sữa của chúng ta đã đột ngột qua đời ở tuổi 57. Đây quả thực là một niềm tiếc nuối vô hạn đối với khán giả cho một tài năng có 102 như anh. Phù thủy trí nhớ. Nhiều người cứ tự nói rằng mình có bộ não cá vàng vì trí nhớ quá kém. Yên tâm, bạn không hề cô đơn đâu, vì bản thân mình cũng suốt ngày bị mẹ mắng vì cái tội nói chưa quên sau. Nhiều khi cái chun buộc tóc đang cột ở cổ tay mà còn cứ đi tìm loạn xạ cả lên, có khổ không có chứ? Trí nhớ bản thân hạn hẹp nên mỗi khi nghe thấy ai có trí nhớ siêu phàm là Top 1 chúng mình ngưỡng mộ và không phục dữ lắm. Như người đàn ông có tên Dương Anh Vũ này chẳng hạn. Ngồi vững nhé, có dây bảo hiểm thì tốt nhất nên thắt vào cẩn thận, vì những điều Top 1 chúng mình sắp bật mí sau đây có thể khiến bạn phải choáng váng đấy. Dương Anh Vũ từng được ghi nhận có thể nhớ được khối lượng dữ liệu khoa học lớn nhất thế giới ở nhiều lĩnh vực, bao gồm 108 hệ thống dữ liệu thống kê toàn cầu với 22.248 mục, trong đó có chứa 41.725 con số, 18.725 mục dữ liệu chữ. Về toán học, Dương Anh Vũ nhớ được hơn 20.000 số pi sau 3,14, nhớ được 1.022 tác phẩm văn học kinh điển của thế giới, gồm tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, không bao gồm thơ. Nhớ được nguyên tấm bản đồ thế giới khổ lớn nhất với hơn 10.000 địa danh, bao gồm tên các quốc gia, diện tích, chiều dài đường bờ biển, bằng nhiều ngôn ngữ. Nhớ được 10.056 mốc sự kiện lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật thế giới qua 7.000 năm của nhân loại. Có khả năng phản xạ trí nhớ đạt tốc độ 1/2 giây. Với khả năng đặc biệt này, Dương Anh Vũ là người đầu tiên xác lập 4 kỷ lục thế giới về siêu trí nhớ học thuật. Trước đó vào tháng 3 năm 2015, Vũ cũng xác lập kỷ lục về khả năng ghi nhớ ở Thái Lan và trở thành người nước ngoài duy nhất đến nay được tôn vinh về trí nhớ bởi sách kỷ lục Hoàng gia Thái Lan. Nghe xong bảng thành tích này thì từ choáng váng, top 1 chúng mình chuyển sang nghi vấn. Liệu đây có phải là bộ não của người trên trái đất hay không nhỉ? Tô phở bò lớn nhất thế giới. Trong số các anh em ngồi đây thì ai mê mẩn món phở bò giống với top 1 chúng mình thì giơ tay điểm danh phát nhỉ? Không hiểu vì sao Việt Nam chúng ta lại có một món ăn nó ngon này, nó hấp dẫn và độc lạ đến nỗi nước khác là không hề có luôn. Tại sao top 1 chúng mình lại nhắc đến phở bò trong video ngày hôm nay? Bật mí với các bạn, đó là một kỷ lục thế giới liên quan đến món ăn hấp dẫn này đấy. Trong đó, Việt Nam nắm giữ kỷ lục có tô phở bò ăn liền lớn nhất thế giới do Vifon sáng lập. Tô phở siêu to siêu khổng lồ này có đường kính 2,1 m, trong đó đã sử dụng tới 1.963 bánh phở ăn liền Vifon, 1.200 lít nước, 100 kg thịt bò organic, 22 kg gia vị, 8 kg dầu phở bò và 6 kg tương ớt. Chưa hết đâu, để thực hiện được kỷ lục này, 55 người trong số đó có cả chuyên gia ẩm thực đã cật lực chế biến. Sau đó, tô phở khổng lồ này đã được đem đi phục vụ cho 1.963 người có mặt tại khuôn viên công ty Vifon, nơi diễn ra chương trình xác lập kỷ lục. Chỉ nhìn thôi mà bụng dạ lại cồn cào như bị bỏ đó lâu ngày rồi. Anh em ngồi đây có ai may mắn là người được thưởng thức món phở bò từ tô phở siêu to siêu khổng lồ này không? Phở bò thì ăn nhiều rồi, nhưng tô phở được xác lập kỷ lục Guinness thì nó cũng phải khác bọt chứ nhỉ? Đòn bánh tét kỷ lục. Quá nhanh quá nguy hiểm anh em ạ. Quay đi quay lại thế là đã đi tong mất nửa năm mà vẫn cảm thấy mình chưa làm được cái gì cho đời. Mà thôi, quay lại chủ đề chính. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là chúng ta lại được thưởng thức vô vàn những món ăn tinh túy của ẩm thực Việt. Anh em ở đâu ấy thì cũng không thể thoát được chân rửa là gói bánh chưng, bánh tét được rồi. Thiếu bánh chưng, bánh tét thì còn gọi gì là Tết nữa đúng không? Nhà nào đông con đông cháu thì cứ phải gói vài chục cái thì mới đủ ăn. Thế nhưng top 1 chúng mình xin giới thiệu với anh em chiếc bánh mà có mời cả cô, dì, chú, bác, họ hàng, hang hốc cũng chưa ăn hết. Vâng, top 1 chúng mình đang muốn nhắc tới chiếc bánh tét siêu to siêu khổng lồ do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công viên Văn hóa Đầm Sen thực hiện. Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận kỷ lục Guinness Thế giới cho chiếc bánh tét Việt Nam lớn nhất với trọng lượng 1.750 kg. Cặp bánh tét kỷ lục này có kích thước 3,5 m x 0,8 m trên một chiếc. Mỗi chiếc bánh được nấu từ 750 kg gạo nếp, 225 kg đậu xanh, 75 kg thịt heo, 250 kg lá chuối, 50 kg dây buộc và phải huy động 20 người trực tiếp tham gia gói hai chiếc bánh này. Bình thường ở nhà luộc bánh chưng bánh tét thì cần cỡ 12 tiếng, nhưng riêng với chiếc bánh khổng lồ này, những người thợ phải luộc liên tục trong 3 ngày 3 đêm mới đảm bảo được độ chín. Mình đang tưởng tượng nó to thế này thì chắc phải 2 người kéo cưa lừa xẻ để cắt bánh mất. Chưa gì đã thấy ngập mồm rồi, à đâu, có khi là ngập cả người ấy chứ. Trò chơi kỷ lục. Ai bảo đồ chơi nước ngoài là chất hơn cả? Đi ra đây nói chuyện với top 1 chúng mình xem nào. Xin lỗi đi, Việt Nam chúng tôi cũng có những trò chơi chất lượng lắm ấy nha. Có cái còn xác lập cả kỷ lục Guinness nữa. Với thời gian quay liên tục trong 24 giờ 35 phút và 15 giây, con quay Toshi đã trở thành sản phẩm đồ chơi Việt Nam đầu tiên được tổ chức Guinness trao tặng kỷ lục con quay tự quay lâu nhất thế giới. Được lấy cảm hứng từ trò chơi con quay dân gian của Việt Nam rất thịnh hành từ những năm 1990 đến năm 2000, Toshi được biến thể theo hướng hiện đại hơn. Những con quay ngày xưa được đẽo bằng gỗ, chân đóng bằng đinh sắt, người chơi cuốn dây thừng vào thân quay và quất con quay xuống sân sao cho con quay có thể quay lâu nhất và đánh bật các con quay khác. Toshi được cho là có thể quay trong nhiều giờ liên tục và khi quay còn phát sáng nhờ đèn led nữa. Người chơi còn có thể sử dụng chiếc cần điều khiển với lực hút nam châm cực kỳ mạnh để đấu với đối thủ. Thế này bảo sao không thu hút mọi ánh nhìn từ lũ trẻ. Không biết có anh em nào ở đây đã được sở hữu và chơi thử trò này chưa? Nếu chưa thì hôm nay về, mua ngay một chiếc để trải nghiệm cảm giác chơi đồ chơi đạt kỷ lục Guinness xem nó thế nào nhé. Kỷ lục cáp treo. Bên trên thì chúng ta đã cùng nhau chìm đắm vào đồ ăn ẩm thực rồi, giờ thì hãy nói về du lịch một chút nhé. Nói về cáp treo thì Việt Nam chúng ta cũng nắm giữ khá kỷ lục đấy. Mà cái tên lập nhiều kỷ lục nhất, không ai khác chính là tập đoàn Sun Group. Tập đoàn Sun Group thiết lập kỷ lục cáp treo 1 giây cao nhất thế giới với độ cao 1.368 m so với mực nước biển và dài nhất thế giới với 5.771,61 m. Trước đó, tập đoàn này cũng thiết lập kỷ lục cáp treo có độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới 1.410 m. Kỷ lục về sức chứa 230 người và cáp treo có trụ cáp cao nhất thế giới 188,8m, được thiết lập vào năm 2016. Gần đây nhất, vào năm 2018 tại Phú Quốc, họ lại lập kỷ lục về cáp treo 3 giây dài nhất thế giới, 7.899,9m. Tội gì phải đi đâu xa khi Việt Nam chúng ta quá đẹp và hiện đại như này cơ chứ? Hè đến rồi các bạn ơi, hãy rủ ngay đứa bạn thân làm một tour Phú Quốc, rồi làm vài vòng cáp treo cao và dài nhất thế giới, rồi về review cho top 1 chúng mình nhé! Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta vừa khám phá những kỷ lục thế giới mà người Việt Nam đang nắm giữ. Người Việt Nam chúng ta quả thực rất tuyệt vời phải không? Hãy cho một tràng pháo tay thật giòn để thể hiện niềm tự hào dân tộc đi nào! Hãy comment cho top 1 chúng mình biết kỷ lục nào khiến cho bạn cảm thấy ấn tượng nhất xuống dưới phần bình luận nhé! Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên để lại một nút like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!